tham dự cái buổi ra mắt ban đào tạo ngày hôm nay. Và đầu tiên tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Toàn, phó ban đào tạo cách đi. Tôi cũng có 11 năm trong nghề cách đi cũng như nghề góp. Và hôm nay tôi đến đây cũng có chia sẻ với các bạn ba nội dung chính của cái buổi ra mắt cách đi khóa 19 ngày hôm nay. Thì buổi thứ nhất chúng ta sẽ làm quen với các anh chị trong ban giám đốc, ban lãnh đạo, ban đào tạo cách đi cũng như của công ty. Và nội dung thứ hai mình sẽ ghi nhận những cái chia sẻ của các anh chị, những cái kinh nghiệm mà anh chị sẽ cho chúng ta biết trong thời gian tới và sắp tới này. Và nội dung thứ ba các bạn sẽ làm quen với cái quy chế đào tạo cái đi tại sân góp Tân Sơn Nhất. Và để có được cái buổi ra mắt ban đào tạo ngày hôm nay thì tôi cũng xin thay mặt ban đào tạo gửi lời cảm ơn đến các anh chị đã tham gia cái buổi ra mắt ngày hôm nay, và đặc biệt là cảm ơn ban giám đốc công ty đã tạo điều kiện cho chúng ta. Và trước khi bước vào cái buổi ra mắt ban đào tạo ngày hôm nay thì tôi muốn các bạn chúng ta nên và không nên làm gì để cái buổi ra mắt ban đào tạo ngày hôm nay diễn ra thành công tốt đẹp và nó có ý nghĩa cho các bạn tạo cái bước cái tiền để cho chúng ta phát triển cái học việc và cũng như là cái nghề cách đi trong tương lai gần. Thì tôi xin hai cái tay, một bạn là đại diện là những cái việc nên làm trong cái buổi ra mắt ngày hôm nay cũng như là cái việc mà chúng ta sắp tới trong thời gian tới chúng ta sẽ làm, và cái việc không nên làm đó thì muốn hai cánh tay từ phía các bạn cái đi học viên cái đi khóa 19. Mời bạn nha, mời em lên bảng em ghi cái việc nên và không nên nhé bạn nha. Và một bạn nữa em ghi là không nên, trong cái lớp này chúng ta không nên làm gì. Một bạn là mình ghi nên. Tôi muốn một cánh tay của một bạn, mình tự tin lên. Mời em. Em sẽ ghi gạch đầu hàng cái những việc nên làm và không nên làm trong cái buổi ra mắt cũng như cái buổi học sau này của chúng ta. Em ghi là những gì nên làm, trong lớp mình nên làm gì, giữ im lặng nè, lắng nghe nè, tương tác nè, ví dụ đó. Chúng ta có 2 phút để mà thực hiện cái nội dung này thì các bạn khẩn trương nhé. Đầu hàng đi những ý chính thôi, không cần phải diễn giải nhé.
cảm ơn hai bạn mình đã có những ý kiến cũng như là đại diện cho các bạn đi khóa 19 chúng ta cũng có những ý. Thì tôi sẽ đọc lên ha, chúng ta nên tập trung vào bài giảng, tập trung vào cái lớp học của mình, tuân thủ những quy định của ban đào tạo, đi đúng giờ. Và những việc không nên là không lười biếng, không để chuông điện thoại và không nói chuyện ồn ào. Nên chúng ta tập trung lắng nghe. Thì đây cũng những lời mà các bạn ha, cái đi khóa 19 các bạn cam kết đó, thì các bạn thực hiện. Chúng ta nói thì chúng ta phải làm đó. Nên là trong cái buổi ngày hôm nay là buổi đầu tiên các bạn được ngồi tại phòng đào tạo của sân góp Tân Sơn Nhất, công ty của mình đầu tư Long Biên, thì các bạn phải thực hiện những cái quy định này. Và sắp tới tôi cũng sẽ hướng dẫn thêm một số cái quy định của quy trình đào tạo, trong quy chế đào tạo cũng như là những quy định về nội quy cũng như là quy định của công ty đó. Thì các bạn cam kết chúng ta đi đúng giờ. Điện thoại tôi nhấn mạnh điện thoại của bạn phải để chế độ im lặng. Thứ hai là không nói chuyện riêng. Thứ ba là luôn lắng nghe. Xin lỗi, thứ tư là lắng nghe. Và thứ năm chúng ta tập trung. Và thứ sáu là chúng ta sẽ là tương tác với nhau. Đó là những cái việc cần làm ngay từ bây giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái chương trình của buổi sáng ngày hôm nay, buổi ra mắt ban đào tạo cây đi khóa 19. Và bây giờ tôi xin trọng giới thiệu có đại diện ban giám đốc của anh Dương Quang Huy. Và bên ban quản lý thì có anh Trần Đức Đăng Trinh, giám sát cây đi. Và khối tổng hợp ở phòng hành chính nhân sự có chị Dương Thị Dân, phụ trách đào tạo chung cho công ty. Và thành viên ban đào tạo thì có bạn Nguyễn Trọng Tính. Bạn Nguyễn Hoa Nam. Bạn Tâm. Bạn Tâm sẽ hỗ trợ và xuyên suốt với chúng ta trong quá trình đào tạo. Mà các bạn có khó khăn liên hệ tôi và hoặc Tâm. Rồi tiếp theo bạn Nguyên cũng là trong đời của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần nội dung thứ nhất, là chúng ta sẽ tôi sẽ giới thiệu các anh chị trong ban giám đốc, ban lãnh đạo và ban đào tạo công ty. Và sau đây là cái phần tôi xin trọng đến mời anh Dương Quang Huy, phó giám đốc khối kinh doanh góp, kiêm trưởng ban đào tạo, có đôi lời dặn dò cũng như là chia sẻ với các bạn để các bạn có hành trang trong con đường phía trước của mình. Xin trọng đến mời. Rồi, thì đầu tiên thì em xin được chào mừng tất cả các bạn cách đi khóa 19 đến cái buổi làm việc đầu tiên tại sân golf Tân Sơn Nhất. Thì anh có một số cái dặn dò dành cho tất cả các em. Thì hiện tại các bạn là đang khóa thứ 19, tức là chúng ta đã có 18 khóa xuyên suốt từ lúc mà thành lập cái sân golf đến bây giờ. Đó. Thì đề nghị là các bạn hôm nay là chúng ta ngồi ở đây đã vượt qua hai vòng phỏng vấn rất là khắc nghiệt, nó yêu cầu tiêu chuẩn cũng rất là cao. Thế nên là bắt đầu từ ngày hôm nay là đề nghị là tất cả các bạn là phải thay đổi cái cách làm việc của mình từ trước đến giờ. Tại vì cái môi trường làm việc tại sân golf Tân Sơn Nhất là một cái môi trường rất là kỷ cương, về quân đội rất là nghiêm khắc. Song song với đó thì nếu như các bạn chịu khó học hỏi, ở đây là các bạn là đến với sân golf là số 0 về cái kiến thức về golf, cho nên là ban đào tạo sẽ hướng dẫn toàn bộ các bạn những cái kiến thức để cho các bạn có thể sử dụng những kiến thức đó đi phục vụ khách, rồi khách mới tiếp cho mình tiền đó. Cho nên là hôm nay chúng ta ngồi ở đây chúng ta làm việc, thì anh đề nghị là tất cả các bạn về cái nội quy công ty, nội quy ban đào tạo cũng như là cái thời gian làm việc là bắt buộc là phải thực hiện đúng. Anh không muốn là khóa 19 này cái lý do là đi trễ này kia, là có rất là nhiều lý do thì anh sẽ không có chấp nhận bất cứ những cái lý do gì hết. Cái điều mà anh đã thông báo ngày hôm nay là để các bạn thay đổi, chứ đừng có để nói riêng cái khóa 19 này về cái việc mà thời gian làm việc là anh sẽ không có du chi hay không cho bất cứ trường hợp nào hết nha. Phải nói trước luôn,
không có cái người sếp nào của các bạn ở phía sau bảo lãnh được cho các bạn hết. Hôm nay toàn ghi vô biên bản hết cho anh. Để bắt đầu từ ngày mai, mà những cái trường hợp nào mà vi phạm, ví dụ như vi phạm một lần, hai lần là không được là thôi, các anh em rút nghỉ. Riêng cái khóa này, anh thông báo với tất cả các bạn, chưa có một cái khóa nào 18 khóa vừa rồi anh thông báo, mà đặc biệt là khóa 19 này anh thông báo rõ ràng. Thứ nhất. Cái thứ hai, đề nghị là các bạn là khi chúng ta là bắt đầu vô chúng ta đi làm việc, là các bạn phải chịu khó học hỏi. Các bạn sẽ được công ty đào tạo cho học tiếng Anh, tiếng Hàn, được chỉ cho đánh gôn đó. Được học hết tất cả những luật gôn rồi tất cả những cái kiến thức mà trước giờ là chưa có cái chỗ nào mà dạy cho các bạn hết đó. Thì anh cũng hy vọng rằng sau một cái thời gian ngắn các bạn sẽ học được những cái kiến thức tốt từ phía các anh chị anh đang đào tạo, để cho các bạn có thể ra sân, các bạn phục vụ cho những cái người khách hàng là những người gốc phơ của mình. Thì các bạn cũng biết được á, là những cái người gốc phơ của mình là những cái người, thứ nhất là những cái người có nhiều tiền, và có thể nói là rất là nhiều tiền. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai, đó là những cái người mà có những cái địa vị xã hội rất là lớn trong nhà nước, trong chính trị, hay là những cái vị chủ tịch hay tổng giám đốc của tất cả những cái tập đoàn này kia. Và chính các bạn là những cái người đi với khách nhiều nhất. Cho nên quá trình mà học ở đây thì các bạn cũng phải thay đổi về cái cung cách làm việc của mình, cái tác phong ăn mặc hay là tóc tai, đúng không? Như các bạn ngồi bên trái nó đỏ là không được rồi đó. Tóc mà cứ cắt ngắn màu đen lên mà cứ xỏa xỏa vậy là anh không chấp nhận rồi đó. Đó, ngày hôm sau là phải thay đổi ngay. Đó, cái này là để làm gì? Để tác phong các bạn, để các bạn đi phục vụ cho những người khách hàng là những người khách rất là VIP. Và nếu như các bạn phục vụ khách tốt thì khách người ta sẽ mới cho tiền mình. Các bạn nhớ nha. Và ở đây thì riêng các bạn có thể tham khảo hết tất cả 18 tháp còn lại. Thì những cái bạn mà nhân viên làm việc ở cách đi ở Sơn Vân nhất thì các bạn sẽ có một cái nguồn thu nhập cũng rất là tốt, đảm bảo được cho cái cuộc sống của các bạn. Cho nên là nếu như ai vô đây mà bị gia đình gửi vô đây đi làm về hay là đi vô làm đấy thử, thì anh khuyên một câu là tốt nhất là các bạn ngày mai các bạn xin nghỉ. Chứ đừng để các bạn học một cái thời gian rồi xong, ví dụ như tuần hai tuần xong các bạn nghỉ, thì các bạn sẽ bị đền cái chi phí và ban huấn luyện đã đào tạo cho các bạn. Anh nói luôn các bạn, riêng cái làm việc tại sân golf Tân Sơn Nhất ở đây là cái môi trường là quân đội. Tất cả những cái hồ sơ của các bạn nó đều đã luôn là trong cái công ty. Đó là cái vấn đề thứ hai anh muốn nhắc nhở hết tất cả các tập thể các bạn. Và cái điều thứ ba anh muốn là ở đây chúng ta là có hai tổ, thì sẽ có một cái cuộc canh đua của tất cả hai tổ này. Và anh hy vọng rằng sau 3 tháng thì ban đào tạo sẽ tiến hành một cái cuộc sát hạch để quyết định là cho bạn nào có thể đủ để ra sân đi phục vụ. Thì anh hy vọng rằng cái tỷ lệ tốt nghiệp của các bạn nó cao, để chúng ta có thể đi ra ngoài sân để chúng ta phục vụ, thì chúng ta mới có thêm cái thu nhập cho cái cuộc sống của mình đấy. Và trong suốt cái quá trình mà các bạn đi học, thì nếu như các anh em nào có khó khăn, chưa hiểu về luật gôn, hay là chưa biết đánh gôn, hay chưa biết đọc line, hay là những cái thuật ngữ gôn mà các bạn giáo viên dạy mà các bạn chưa hiểu, thì các anh em phải chịu khó ở lại hỏi riêng các anh em ban đào tạo, để mình bắt kịp được cái kiến thức mà ban đào tạo đã truyền đạt cho tất cả các bạn. Và cái điều mà mong muốn của anh là hiện tại bây giờ chúng ta có 44 người, thì coi như là ngày mai, là hôm nay là các bạn ngồi đây xong là các bạn quyết định là các bạn có nghỉ việc hay không, thì đến khi ngày mai chúng ta sẽ chốt lại cái danh sách, đúng chưa? Và khi mà đã chốt lại, nếu như 44 bạn các bạn quyết định các bạn đồng hành, thì anh hy vọng rằng chúng ta sẽ tốt nghiệp với đúng con số 44 này, để chúng ta vừa có một hành trang kiến thức và vừa có một cái thu nhập tốt cho chính tất cả các bạn, chứ không phải gì cho các anh chị ngồi trên này hay cho chúng tôi. Một lần nữa xin chúc cho các bạn thật là nhiều sức khỏe và thành công khi làm việc tại sân golf Tân Sơn Nhất, là một trong những cái sân golf hiện tại là lớn nhất của tại Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Trân trọng cảm ơn những cái lời chia sẻ của anh Dương Quang Huy. Tiếp theo xin mời anh Trường Đức Anh Trân có đôi đến với buổi ra mắt ngày hôm nay, có đôi lời chia sẻ với chúng ta. Trước tiên là em cảm ơn anh Huy.
ban đào tạo anh Toàn và tất cả anh em trong ban đào tạo có một cuộc ra mắt ngày hôm nay. Trước tiên là xin chào tất cả các bạn đến với Đại Gia Đình Long Biên nói chung và Tân Sơn Nhất nói riêng. Những lời chia sẻ của anh Huy thì anh nghĩ là rất là quý giá và hy vọng các bạn sẽ tiếp thu, thay đổi tư duy để chúng ta bước vào môi trường làm việc thực sự là chuyên nghiệp. Và anh nghĩ là chúng ta sẽ còn gặp nhau rất là nhiều, đặc biệt là các bạn với anh, cho nên hy vọng là chúng ta sẽ hợp tác với nhau để cùng nhau xây dựng được cái hình ảnh một trong những cách đi tăng sư ngôn ta xin nhất là cách đi xuất sắc nhất Việt Nam. Và xin cảm ơn tất cả các bạn. Anh xin trân trọng cảm ơn anh những lời chia sẻ của anh Trần Đức Nam Trinh. Tiếp theo xin mời chị Dương Thị Dân đến từ vòng tổng hợp. Được ban đào tạo mời đến để tham dự cái buổi ra mắt của tất cả các bạn. Thì trước tiên thì Dân rất là tự hào về tất cả các bạn có mặt trong ngày hôm nay, bởi vì các bạn đã đánh bại được khoảng gần 50% cái số lượng ứng viên để mà nộp hồ sơ vào đây, thì các bạn cũng rất là xuất sắc. Thì tiếp theo thì Dân sẽ chia sẻ với các bạn một số thông tin là ngoài những cái việc mà các bạn sẽ được đào tạo về những cái phần về kiến thức chuyên môn về gốc, thì các bạn cũng sẽ được đào tạo về những cái kỹ năng về kỹ năng mềm, về kỹ năng giao tiếp, hoặc là những cái kỹ năng về giá trị cuộc sống của bên phía công ty sẽ đào tạo thêm cho tất cả các bạn để mà mình có những cái kỹ năng mình phục vụ khách hàng tốt hơn. Thì ngoài ra thì các bạn cũng sẽ được tham gia về một số những cái sự kiện của công ty, như là những cái sự kiện về sinh nhật, một số sự kiện về team building chẳng hạn, thì tất cả các bạn cũng sẽ được cái công ty cũng sẽ tham gia những cái phần đó như là những nhân viên, những cái thành viên của Sông Vân Sông Nhất. Thì như vậy thì Dân hy vọng rằng thì các bạn cũng sẽ có đủ kiên trì và những cái nỗ lực để mình tiếp theo mình tham gia hết tất cả những cái trải qua những cái 6 tháng để đào tạo và tham gia vào ký hợp đồng của công ty. Thì Dân hy vọng các bạn sẽ cố gắng và nỗ lực hơn nữa. Anh xin cảm ơn những lời chia sẻ của bạn Dân. Mời bạn Tâm. Chào ban lãnh đạo, ban Hồng Ly cùng toàn thể các bạn tăng cái đêm khóa hành chính. Hôm nay là ngày đầu tiên các bạn bước chân vào cánh cổng sân gốc tác nhất. Tôi có hai điều muốn chia sẻ với các bạn. Thứ nhất là về quy định của công ty. Có thể đây là công ty đầu tiên hoặc thứ hai, thứ ba của một số bạn, nhưng mà công ty nào cũng vậy đều có những cái quy định và kỷ luật riêng buộc các bạn phải tuân thủ và đáp ứng đúng cái quy định của công ty để cái con đường học việc của chúng ta không bị cản trở. Thứ hai là khi chúng ta ngồi ở đây, chúng ta phải có một cái định hướng. Có bạn nào muốn vào tháng 6 năm 2020 trong tài khoản của chúng ta có 100 đến 150 triệu không? Giơ tay lên. Vâng, tôi đã làm được. Các cách đi tâm nhất làm được thì chắc chắn rằng các bạn cũng phải làm được. Đây là con số tối thiểu chứ không phải là con số cao. Khi mình xác định là một cái đích hướng thì chúng ta sẽ đi đến đích đúng. Giống như là hôm nay các bạn đi đến sân gốc tâm nhất là các bạn phải biết cái đích đến của bạn là đến xem trên sơ đồ của cái vị trí địa lý và trên cái con đường các bạn đến đây một cách nhanh nhất. Và trên các con đường này các bạn phải đi theo đúng quy định của luật giao thông, giống như quy định của công ty vậy, thì cái con đường các bạn đi nó liên tục, nó không bị gián đoạn. Và ở đây cũng vậy. Và điều cuối cùng xin chúc cho toàn thể ban lãnh đạo cùng các bạn cái điều khoa hành chính có 6 tháng học việc thật là hiệu quả và kiếm được thật nhiều tiền sau thời gian đó. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn bạn Huỳnh Thanh Tâm, thư ký của ban đào tạo nha các bạn. Thì các bạn sau này cũng có liên hệ công việc cho Tâm, xong rồi đến cho tôi, đến tôi sẽ trình lên cho anh Huy cũng như là ban giám đốc công ty. Đó thì đó cấp làm việc của chúng ta. Tiếp theo xin mời bạn Tính, tổ trưởng tổ 1, cũng là kim thành viên ban đào tạo Cát Tiên. Chào anh Huy, anh Toàn, anh Trinh, chào tất cả các bạn. Thì bản thân mình là cũng nằm trong thành viên của ban đào tạo. Ngày hôm nay mình cũng vinh dự gặp các bạn cách đi khóa 19 đầu tiên. Mình xin chúc sức khỏe các bạn và mong các bạn làm đúng theo quy định công ty trong quá trình đào tạo mình thật là nghiêm túc để mình
mau sớm mình được ra sân phục vụ kiếm tiền. Chào các bạn. Chào bạn Tuấn, mời bạn Nam, tổ trưởng tổ 12, anh Kim, thành viên ban đào tạo VD. Dạ, xin chào anh Huy, xin chào anh Trinh và tất cả các bạn cách đi mới. Lời đầu tiên thì mình chúc các bạn thì cũng có thật nhiều sức khỏe, cố gắng để học thật tốt, để cố gắng được học tốt, đừng có vi phạm, để được mau chóng ra sân, mình kiếm thu nhập để còn trang trải cho gia đình nữa. Mình vô đây là mình xác định là để kiếm tiền nha. Rồi, chúc các bạn cố gắng nha. Đó, bạn Nam, mời bạn Nguyên, thành viên ban đào tạo. Em chào anh Huy, anh Trinh, anh Toàn, cùng toàn thể mấy anh em trong ban đào tạo. Thì em cũng là một thành viên cũng đi lên từ mấy như mấy anh em ngồi dưới đây. Thì qua quá trình cố gắng học hỏi và tiếp thu những kinh nghiệm thì em cũng được nằm trong ban đào tạo. Thì Duyên cũng mong các anh em cố gắng học hỏi, tiếp thu, trau dồi kiến thức và để sớm được ra sân phục vụ kiếm tiền để giúp ích cho bản thân và gia đình. Xin cảm ơn. Một lần nữa tôi xin thay mặt ban đào tạo cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị, anh Diêu, ông Huy, anh Trần, anh Trinh, bạn Nhân, bạn Tính, bạn Tâm, bạn Nguyên và bạn Nam đã dành thời gian cùng với toàn thể các bạn đi học viên KD khóa 19 đến đây có buổi ra mắt KD khóa 19 sáng hôm nay. Thì một lần nữa tôi xin chúc sức khỏe, như gửi lời cảm ơn đến các anh chị. Cảm ơn các anh chị và tôi cũng xin phép kết thúc cái buổi ra mắt KD khóa 19 trong sáng nay luôn. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái nội dung về cái quy chế đào tạo. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị. Ở thì nãy là các anh chị ban đào tạo cũng như là đại diện phòng tổng hợp cũng có một số cái ý kiến cũng như là chia sẻ với tất cả các em khóa 19. Đó, thì anh cũng thấy là một cái tâm đắc của cái ý của bạn Tâm đó là đúng cái thời điểm này năm sau là trong cái tài khoản của tất cả các bạn là tối thiểu là phải có 150 triệu, đó là cái tiền mà có tiền dư của các bạn nha. Nhưng với điều kiện là các bạn cũng đừng có nhọn nhẹt tiêu xài, mình xài là mình được tiết kiệm. Thì nếu như mà các anh em xác định được cái mục tiêu đó mà đi làm kiếm tiền thì chắc chắn là các bạn sẽ đạt được cái mục tiêu đó khi các bạn làm việc tại sân golf Tân Sơn Nhất. Và chúc cho tất cả các bạn thành công. Xin cảm ơn ha. Mấy em